không? Guy's getting his exercise today with my big fat butt in the phát triển ngầu quá mà.
Đúng rồi, đa số người Bắc là kinh doanh Nha Trang nhiều dầu có thì Bắc thôi. Ta rồi đó ta.
7-Eleven. Not actually a 7-Eleven though. 7 days? Yeah, it just looks like a 7-Eleven. 7-Eleven.
I've been riding up for 20 minutes. It feels so terrible. You should ask for $100. Did you find it that much? No. But if I was him, I would ask for it.
đi dạo nữa không? Có đi giúp được em với ông chú của Cyclo kìa. Cảm ơn anh.